Cổ động viên Ả Rập bất ngờ bênh vực Ronaldo, lấy Messi làm thước đo. Người hâm mộ vẫn chưa tin Cristiano Ronaldo có thể đá hỏng từ cự ly 3m trong trận Al-Nassr gặp Al-Ain. Cristiano Ronaldo, cầu thủ 5 lần giành quả bóng vàng, người đã ký hợp đồng kỷ lục trị giá 175 triệu bảng một năm với Al-Nassr đã có phong độ tuyệt vời trong mùa giải này. Ngoài việc ghi 22 bàn sau 21 trận ở giải vô địch quốc gia, Ronaldo còn đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch AFC Champions League của đội bóng Ả Rập, ghi 5 bàn trên đường vào vòng tứ kết. Tuy nhiên, trong trận bán kết AFC Champions League gặp Al-Ain, Ronaldo không thể sắm vai người hùng một cách trọn vẹn. Cụ thể, khi được trao một cơ hội tuyệt vời để san bằng tỷ số cho Al-Nassr trước Al-Ain, nhưng bằng cách nào đó cú đệm bóng của Ronaldo lại đi chệch mục tiêu chỉ từ khoảng cách 3m. Al-Nassr sau đó bị Al-Ain cầm hòa 4-4, khiến trận đấu cuối cùng được quyết định bằng loạt sút luân lưu và Al-Ain đi tiếp sau khi giành chiến thắng. Những người sút hỏng phạt đền bên phía Al-Nassr là Theo, Brozovic và Otavio. Cristiano Ronaldo đã xin lỗi những người ủng hộ Al-Nassr, nhưng nhiều cổ động viên vẫn chưa hết bàng hoàng. Tờ Sports People trích lại một số bình luận tiêu biểu. Một người nói, không đùa đâu, đây là một trong những pha bỏ lỡ tồi tệ nhất tôi từng thấy trong đời. Trong khi một người khác bình luận, có lẽ đây là pha bỏ lỡ tồi tệ nhất của CR7 mà tôi có thể nhớ lại. Trong khi đó, những cư dân mạng khác lại tỏ ra ngạc nhiên vì Ronaldo. Người thường được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất cùng với Lionel Messi trong gần 2 thập kỷ qua, đã không thể biến cơ hội vàng của đội mình thành bàn thắng. Người này viết, ngay cả GOAT cũng bỏ lỡ những cơ hội này. Trong khoảng thời gian tới, giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út là mục tiêu duy nhất của Ronaldo và các đồng đội. Mặc dù đang đứng thứ hai, nhưng khoảng cách của Al-Nassr với đội đầu bảng Al-Hilal lên tới 12 điểm khi chỉ còn 10 vòng đầu nữa.